Vậy sao sale cùng với shop các chị yêu ơi, trưa ngày hôm nay dặn kho tiếp nha. Rất là nhiều đầm sale giá rẻ luôn, chỉ từ 99k nè, 100 hơn một chút xíu thôi là các chị đã có đầm đẹp mặt rồi. Và cao nhất ngày hôm nay hàng mới cũng chỉ tầm 350 quay đầu thôi các chị, chứ không cao hơn. Đây, đầu tiên em có một cái đầm suông 99k, các chị coi xinh chưa, còn đúng 12 đơn cuối. 12 đơn cuối, chị nào nhanh tay em chốt 99k cho mình luôn. Mã váy này cho em là 1402 nha cả nhà, đầm này đầm von. Em sẽ ghi cái mã số bên dưới nha. 1402 99.000. Em này form suông rộng, eo 74 quay đầu được luôn. Eo 74 quay đầu các chị mặc đùi cho em nha, phần tay giống như là cái búp hoa vậy đó. Hai cái cánh tay các chị xem nè, nó ấp vào với nhau nè. Đó, đẹp chưa? Hoa di leo màu vàng nha, trên ren sẽ có là kim tuyến nè, có thêm cái tầm ren kim tuyến ở bên dưới nữa. 99.000 chị Trung Quỳnh ơi, rẻ không? Siêu rẻ luôn. Em nói báo giá mà khách không tin luôn mà. 99k mẫu von hai lớp. Có túi ông bà không có túi rồi, cái này em may phu trơn nha, xuân trơn cổ tròn nè. Đó, 99.000 đồng này cho em 55 cân đổ về, 54-55 cân quay đầu, 12 đơn cuối chị nào chưa có đặt hàng nha. Em còn 12 cái cuối cùng thôi đó. Hết là ngưng luôn chứ không về thêm nữa nha cả nhà ơi. Đặt sớm em tư vấn nha. Đặt sớm em tư vấn để em chừa hàng chừa size cho các chị mình nè. 1402 chị ơi, 1402. Chưa có mã số chị Huyền Phạm, mình đặt váy nào cũng phải có mã giúp em nha. Váy này là 1402 nè, 99k cho em thôi. Hàng đẹp chuẩn mẫu. Nhận hàng được kiểm tra nha cả nhà ơi. Xem trên like em mặc như nào, các chị yêu yên tâm là em giao tới nơi, các chị nhận hàng em cho mình xem. Kiểm hàng trước thanh toán. Đúng màu, đúng mẫu như em giới thiệu, khi đó các chị thanh toán tiền cho em. Ok chưa? Được xem hàng trước thanh toán cho em nha. Rồi đây sẽ là 1402 ạ. 1402 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Chuẩn bị em qua váy khác nè. À, tiếp theo em lên đầm sale khác cho mình nữa nha. Cái váy này là em may suông eo á, phần eo nó sẽ rộng. Em mặc nó vẫn rộng, em thả kẹp ra cho mình coi. Nè, em mặc nó sẽ rộng như thế này. Đó, 1402 là mặc suông rộng cho em. Còn thích ôm eo thì mình đeo kèm một cọng thắt lưng vào cho nó da ra dáng ôm cũng được nha. Cái tay nè, hai cái cánh tay các chị xem nè. Đó, cái tà nó đắp chéo vào nhau rất là đẹp luôn. Rồi chị Huyền Phạm lấy 1402. Ok, chị Kiều Dung có đơn 99.000 mẫu em mang, 99.000. Mã số chị yêu ơi, chưa có mã số nè. Em thấy có mấy chị ghi làm đầm 99, xong rồi số điện thoại, chưa chốt đơn được nha. Tại hôm nay em xem nhiều đầm 99 lắm, không có riêng cái này đâu. Em còn tới mấy mẫu 99k nữa cơ, nhớ tương tác với em ha. Nền đen hoa vàng có theo một cái tần ren kim tuyến ở bên dưới nè, các chị thấy rõ không? Đây, một cái tần ren ở phía dưới là kim tuyến lấp lánh như thế này ha, 99.000 đồng cho em. Rồi chuyển mẫu nha, 1402 cho em ạ. 1402 99.000 nha cả nhà ơi. Váy mẫu đang mặc đây là chích von, đầm von hai lớp khóa kéo may sau nha, 99k. Rồi, von hai lớp 99k nha cả nhà. Tiếp tục bây giờ em sẽ qua váy khác ạ. Đây, lên tiếp một em đầm nữa nha. Em chào chị Đỗ Lây nè. Rồi chị Ngọc Dương, đầm này chị 30 tuổi mặc được không? Được chị, nhà em là thời chuyên thời gian trung niên á. Bao nhiêu mặc cũng được chị ơi, cứ bình luận mã số vào cho em để em tư vấn nha. Bình luận mã số cho em đi. Đó, rồi cái số size, số ký nó quan trọng nè. Nhiều khi là mình thích cái váy đó nhưng mà không có size vừa là cũng sẽ không có chốt đơn được đó nha. Rồi, tiếp theo mẫu này cho em. Váy này gọi là dạ hội cách tân. Dạ hội cách tân của em là 1450. Em này thì chỉ còn cho cái chị mình cũng ít lắm. Mã này của em cũng còn có vài cái cuối thôi. Hình như chỉ còn size to thôi hả. 1450 cho em nha. Đây là trên hoa thêu. Trên là hoa thêu, ở phía dưới là trên vài chiếc phông. Đúng rồi, em còn size 2X. Em chỉ còn size 2XL cho cái mã váy này thôi các chị ơi. Xinh chua nè. Dưới nó xòe nè, xòe rất là rộng phía dưới luôn ha. Còn khúc trên này sẽ là ren hoa thêu nổi cho em nha. Rồi, đầm này xem 199.000 đồng luôn, xả hàng. 02 chỉ còn M đó chị Mai Đỗ, nhưng mà dưới 55 cân nó vừa nha. 02 chỉ còn size M thôi. Được cái phông nó rộng. Được cái phong nó rộng, khoảng tầm size L cái chị bao cho em cũng được cho em luôn. 55 cân quay đầu hoặc là eo dưới 74 á. Đó, mình lên đơn ha. Em chào chị Kim Quy ạ. Rồi qua mã này cho em 199.000 nha cả nhà, 1450.
1450 sale 199.000 đồng váy dạ hội cách tân form xẻ. Đây là váy liền nha, trên hoa thêu, dưới trên váy trơn, nhưng mà em sẽ may liền, từ trên xuống dưới nó liền với nhau, không có phải là đầm rời nha, có túi nữa nè. May kèm hai túi nhất 1450. 1450 còn size 2X, 60 65 cân vừa cho em 199. 199k nha cả nhà ơi. 1450 xe 199k cho em mẫu váy này luôn ha. Còn size cho các chị mình từ 40 cho 50 57 cho tới khoảng tầm là 65 cân mặc được nha. 57 cho tới khoảng tầm là 65 cân các chị yêu mặc vừa cho em mẫu váy này luôn. Đó, form đầm xòe cho mình nè, xinh ha, còn size to. Mã này em còn size 2XL nha, khoảng là 60-65 cân gì đó. Eo dưới 84 quay đầu các chị mặc được, đi tiệc cho em mặc rất là sang luôn đây. Đi tiệc các chị xem nè, đẹp chưa cả nhà ơi, đó, xuất sắc chưa. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán, nhà em cho xem hàng 100% đơn bên em, các chị cứ yên tâm là em giao chuẩn mẫu nha. Quan trọng là các chị đặt đúng cái mã số vô cho em trước cái đã. Đó, đầu tiên đặt cái mã số vô cho em. Váy này em mặc là 1450. Mỗi mẫu ở đây là mỗi mã khác nhau nữa. Ưng màu nào em lên màu đó. Thích màu em mặc trước 1450 nha. Để em qua mẫu khác nữa nè. Đầm mặc có mấy phút à? 1-2 phút là em qua rồi, tại còn nhiều váy sale lắm. Đó, nên là các chị cũng tranh thủ mình nhanh tay để em còn tư vấn size nữa nha. Em này sale với giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000, giá cũ là 350. Mã váy em mang giá cũ là 350. Trên line này em sale chỉ có 199.000 cho các chị mình thôi. Rồi, tiếp theo một em đầm vest đi. Ủa mà quên cái vest này em còn hay không? Em quên để em kiểm tra cái nha. Mặc vô cái nó hết hàng nữa là chết luôn á. 1467. Trời ơi rớt mạng. Chưa kiểm tra được cái chị ơi, thì để em kiểu lên cái kiểu khác đi. Cái này nó hên xui quá à. Phải đợi kiểm tra nữa nha. Thôi lên cái này đi, lên cái vé sọc này trước đi. Đó, cái nào em nhớ số lượng em lên trước nha. Còn mấy cái mà phải kiểm tra thì mình đợi em xíu ha. Em mặc là còn size 2XL nha cả nhà. 60-65 cân, ren heo đẹp lắm. Khách em mua là 350 không á. Hôm nay em xả hàng 199.000 xuống ngay về giá cũ nha. Khi mà em xuống ngay rồi thì đơn hàng mình mua nó trở về giúp em là hơn giá bình thường một chút xíu. Rồi đây, vest sọc của em cái này mới sốc nè. Nguyên cái đầm vest em đang mặc, các chị xem thấy ở đây nha, nó là vest suông. Đầm suông nha, sọc dọc, rất là sang, gọn mặt, gọn dáng đúng không? Còn tặng luôn cái sợi dây thắt eo này nữa nha. Đây, cái dây eo em đang cột nè. Đó, mua đầm vest mẫu mặc tặng luôn sợi thắt eo bằng da này. Mà combo em mang cả đầm cả thắt lưng, các chị ơi, 159.000 đồng. Trời lớn luôn. 159k cái này mà còn không gọi là xả hàng thì thôi luôn rồi á. Nhà giá sốc. 159k em còn hai size là XL 2X, 55-65 cân. Đầm hoa màu vàng rồi, ok chị, cái váy 99.000 đầu like ha. Đợi em xíu nha. Em mặc bao nhiêu tiền? Em mặc là 159.000 đây. Vest màu nâu. Vest sọc nâu là 159.000. Đây váy hoa vàng, chị yêu coi lại giúp em nha. Cái váy hoa vàng này xinh lắm. Yên tâm đi cả nhà ơi, em cho mình kiểm hàng trước thanh toán luôn. Với lại hôm nay nha, dồn đơn 600.000, cái chị yêu còn được gì nữa ạ? Miễn phí vận chuyển. Tổng đơn 600.000 hôm nay receipt đến tận nhà luôn. Đó, mua một đầm chưa đủ điều kiện thì mình có thể mua hai đầm, ba đầm. Mình rủ bạn bè người thân mua chung. Hai chị, ba chị mua là thế nào cũng miễn ship đúng không? Rồi cái dây eo này các chị cột vô cho em như thế này, nó sẽ ra đầm ôm eo. Còn mình mặc rộng ha, muốn mặc suông rộng thoải mái thì mình không cần thắt dây, để sợi dây này ở nhà, dây rồi. Một đầm một thắt lưng 159.000 đồng nha. Một đầm một thắt lưng em sẽ tặng cho các chị luôn cái sợi này luôn, 159k thôi. Cả combo em mặc luôn á. 40kg, dạ hết size chị Hương Lê. 40kg mẫu đó hết size rồi chị. Mẫu đó còn size 60-65 cân. Đây nè, dạ hội cách tân. Dạ hội cách tân em còn size cho mình từ 60-65 cân. Đây, size 2XL. Cái này thì còn 2X. Cái này thì lại còn size M nè. Đây, em đang cầm cái 99.000 thì nó còn size M nè. 40-55 cân thì lấy cái này cho em, 99.000 đồng hoa vàng. Hoa vàng mã số là 1402.
Hoa vàng mã số là 1402 cho em. Nó có cái tầng ren kim tuyến ở bên dưới cả nhà xem nè. Đây, cái chân ren ở phía dưới nè. Đó, nó có cái tầng ren kim tuyến lấp lánh ở bên dưới rất là đẹp nha. Mây dạng suông á, mình mặc hàng ngày thôi, mặc ở nhà, cà phê, dạo phố, nói chung mặc hàng ngày đều xinh cho em luôn ha. Đây là 1402 của nhà em, 99.000 xả hàng. Nãy em mặc là nó còn 12 cái, mà thấy mấy chị lên đơn rồi nha. Đặt nhanh em tư vấn nè. Đầm này thả dây ra là nó form suông rộng như này cho em. Thả dây ra là form suông đột. Muốn mặc ôm eo thì mình cột nó vô cho em là xong cái chị nha. Rồi giá váy là 159.000 thôi. 159.000 đồng cho em mẫu này. Đó, tặng kèm dây thắt eo, tặng kèm dây thắt eo cho các chị mình luôn nha. Kèm một cái túi nhỏ phía trước nữa nè. 159.000 mẫu đang mang. Còn hai size cuối XL 2X 55-65 cân vừa. Mã số giúp em, mã số giúp em là 11 nè. À, cái này là 1408 để em ghi mã nha. Đây là 1408 nha cả nhà, vest sọc nâu. Vest sọc nâu là 1408, 159.000. 1450, à em trả lời rồi nè. 1402, 1402 không còn size XL. Giảm hồng cũng hỏi XL, chị bánh ngọt cũng hỏi XL, không còn chị ơi. 1402 em chỉ còn duy nhất là size M thôi, rất là tiếc. 55 cân quay đầu được. Tầm size L cái chị bon chen vẫn được, tại em may nó suông rộng á, nên là thoải mái, eo nó cỡ 74 được nha. Eo dưới 74 cho em. Chị Zoom hả, chị Tường Vi chưa, em chưa về Zoom. Đợt này em cũng về đầm thôi. Đầm này em có về thêm là đầm đuôi cá. Đầm đuôi cá, đầm súp ly chứ em chưa về Zoom. Zoom đầm này không có hàng rồi. À, không biết khi nào về nữa. Chuẩn bị em thấy là có may sơ mi với lại chân váy. Hai sơ mi rồi với chân váy súp ly thì có. Còn Zoom thì em chưa thể về thêm nha. Zoom hôm trước em có về em bán hết trơn rồi, giờ chưa về lại. Chị Sammy lấy đầm em mặc đúng không? Rồi cho em xin mã đi, 1408 đi chị. Mẫu đang mặc là 1408 chị yêu ơi. Rồi cái vest này còn đúng một cái rồi, em lên nhanh cho nó hết luôn nha. Rồi nay xả hàng có mấy mẫu, nó còn có một cái thôi các chị. Giờ mà còn đắn đo thì khi nào có hàng đây, đâu có về thêm đâu. Mấy cái mã này hết là hết luôn. Không may lại nha, đầm em mặc cũng vậy, hết là hết luôn. Chị nào mua trễ là không có hàng, em không có về thêm. Lần sau em lại may kiểu khác. Đó, mỗi một hoa văn nó chỉ về có đúng một lần hàng thôi. Rồi, cái vest 1467 em còn một cái cuối, có chị nào lên đơn không nè, sale hôm nay luôn nha. 1467 em còn một cái cuối cùng, size XL nha cả nhà ơi. Mã này là vest chữ A, vest xè chữ A, cái form này lên gọn dáng đẹp lắm. Đem kẹp nó lại cho đúng sao nè. Đó, cái chị mặc vô cho em là cái form nó gọn dáng như thế này, rất là sang luôn. Sóc còn size XL, một cái cuối cùng. Chị nào mặc size XL, tầm 60 cân quay đầu, 62 cũng được. 1467, mã vest em mang sẽ là màu da. Vest em mang sẽ là màu da nha. Em này giá cũ bao nhiêu mấy chị ơi? 350. Giá cũ 350, hôm nay sale còn có 100 bao nhiêu? Khoan để em xíu kiểm tra coi. Này nó còn có một cái cuối à. Hôm nay nó chỉ còn có một cái cuối cùng thôi cả nhà ơi, lên đơn sớm để em tư vấn và em chừa hàng nha. Đầm em mặc trên người đây là 1467 nha cả nhà. 1467. Rồi ngày hôm nay chốt cho các chị mình luôn ha. Nhanh tay em chừa hàng, chừa size giảm giá nha các chị. Ngày hôm nay còn đúng một cái rồi em sale luôn nha. 199.000 cho em. 199.000 đồng nha cả nhà ơi. Mã váy em mang là 1467 nè. Đúng một cái cuối nữa thôi là em hết hàng, chị nào mặc vừa em sale luôn. 199.000 đồng, rẻ nhất từ trước đến giờ luôn á. Chưa bao giờ cái vest này nó rẻ như vậy luôn á cả nhà ơi, 350 không hà. Lên đầm đầm gì ta? Lên đầm xòe dưới. Là chị muốn coi váy xòe đúng không chị Hương Lê? Chị muốn coi đầm xòe đúng không, hay là sao? Em đọc bình luận của chị nhưng mà em chưa có hiểu lắm. Chị muốn coi đầm xòe đúng không ạ? Nếu mà đầm xòe thì nhà em rất là nhiều nha. Đó, đầm xòe có cổ hay là không cổ để em lên nè. Em mới về mấy cái đầm xòe cũng xinh lắm. Mã đang mặc trên người em đây sẽ là 1467 nha. Mã này còn đúng một cái cuối thôi. Đúng một cái cuối cùng cho em, size XL, 55 cho tới khoảng tầm 60-62 cân nha. 55 cho tới khoảng 60-62 cân chốt đơn. Em sale ngày hôm nay với giá tiền sẽ là 199.000 đồng. Vest này là chất tuyết mưa, có cho các chị là phối kèm hàng cúc ở phía trước và cúc em đính cố định không tháo được nha. Còn một cái cuối size XL cho em, chị nào XL mình lên đơn, 199.000 đồng thôi. Rất là đẹp.
Đầm này chưa thấy chị nào chê luôn, ai nhận cũng khen hết. Hôm nay em chính thức là hết hàng luôn rồi, chỉ còn một cái nữa thôi. 1467 kèm số điện thoại. À, đầm ren màu đen hả chị? Đầm ren đen. Em có hai mã ren đen, một là cái ren đen đuôi cá, hai là cái ren ôm, ôm bình thường, ôm xẻ tà. Đây, em có hai mã ren đen chị, cái mã này sẽ là xẻ tà sau. Mã này là xẻ tà sau nha. Với lại một cái là đuôi cá kim tuyến nè. Đuôi cá kim tuyến lấp lánh nè. Đó, chị thích mã nào chị? Em có đang có tới hai mã ren đen, cái nào cũng lẽ sai. Cái nào cũng lẽ sai hết chị yêu ơi. Ren đen sẽ tà. Ren đen sẽ tà nha, em sẽ còn cho mình là size M với L. Còn ren đen đuôi cá này thì em chỉ còn size M thôi. Đó, hai mã ren đen luôn, một cái lấp lánh một cái không. Chị thích cái nào? Thích cái nào thì em giới thiệu cho mình mà sợ không có size nè. Nếu mà size nhỏ thì ok. Cái này đúng không? Cái không không kim tuyến đúng không? Rồi. Cái này em còn cho mình hai size cuối nha. Cái mã ren mà sẽ tà em mới về là còn hai size cuối để em lên luôn nè. Đợi em chút xíu nha. Em mặc bao nhiêu tiền? Dạ em mặc là 199.000, em chỉ còn có size XL thôi mà còn đúng một cái luôn á, chứ không phải còn nhiều nha. Còn đúng một cái, chị nào mặc vừa lên đơn nha, cho nó hết luôn rồi em bỏ mẫu. Hàng em không có về lại nha. Hoa nào mã nào đã về rồi là em ngưng, chuyến sau em về kiểu khác chứ không có về lại cái kiểu đó nữa. Rồi, bây giờ em qua đầm ren đen nè. Ren đen này của em là 1510 đúng không ta, để em xíu. Rồi đây, váy ren đen em mặc nha cả nhà ơi. Mẫu ren này của em có size cho các chị mình luôn nè. Hiện tại em còn hai size cuối. Hiện tại em đang còn hai size cuối cho các chị mình nha. Mẫu ren em đang mặc đây. Nhanh tay có đơn, chậm tay là hết nha cả nhà ơi. 1510. Rồi, 1510 nha. Đầm ren, ren này gọi là ren sò đó, hay còn gọi là ren hoa nổi á. Ren hoa nổi á, các chị lên form rất là đẹp cho em luôn. Đây, hoa thêu các chị coi nè. Nhìn cái hoa thêu là các chị thấy được là nó dày dặn, nó xịn sò như thế nào liền luôn. Đó, cái phần tay dẫn sóng nha. Thôi chị Anh Hồng, tiếc luôn. Hai cái luôn. Khoan, đợi em một chút xíu. Mẫu em đang mang, trời ơi, hên quá. Hên quá chị ơi, sáng nay mới cập nhật kho em còn 4 cái size XL, trời đất ơi. Ngày hôm qua mẫu này em còn có 2 size M với L. Tối qua chị nào xem like là thấy em biết là còn 2 size đúng không? Rồi bây giờ nhà ơi còn thêm 4 cái size XL, trời đất ơi hên ghê á. Chị mà không hỏi là em cứ đinh đinh cái váy này nó còn 2 size, tại tối qua mới kiểm tra nó không vậy. Ai về đâu sáng nay thêm được 4 cái size XL với lại bao nhiêu cái 2X đây? 5 cái 2X nữa. Tổng cộng bây giờ là coi như đủ size rồi nha. Rồi chốt liền. Size to chốt liền cái đồng này cho em form này các chị coi nè. Đó, lên form siêu đẹp các chị xem nha. Hàng nhà em may là phải đó là chuẩn form chuẩn dáng luôn. Rồi chốt cho em ở váy này ha. 1510 nha. Trời ơi sao ai size to nhanh tay giúp em. Size to hôm trước đặt không có hàng, hôm nay đặt lại giúp em nha cả nhà. Mã số giúp em là 1510 nha. Chất liệu là ren sò. Ren sò cho em hoa nổi nha. Rồi xe cho các chị luôn bao nhiêu tiền đây? 319. 1510 nha các chị. Cái chân ren ở dưới á, nó cũng giận sóng á nha. Cái chân ren ở dưới nè, nó cũng giận sóng giống cái tay áo của em luôn ha. ML nha, ML mỗi size còn khoảng tầm là trên dưới 40 cái. Em mới về luôn á, cái mã ren này về sau cái ren đuôi cá nè. Đó, sau nha, mà bây giờ nó cũng cháy hàng rồi. Hiện tại em đang còn ML mỗi size trên dưới 40 đơn. Còn lại size XL 4 cái và 2X em còn 5 cái nữa thôi là hết hàng. 1510 cho em nha, chuẩn bị cháy size nữa rồi. Đặt luôn em tư vấn nè, 319 đầm ren đi tiệc. Đầm ren đi tiệc cho em nha, vest màu xanh hả chị? Rồi vest xanh caro nha. Vest xanh caro còn 2 size em lên luôn nè. Ren đen này là 1510 ạ. Đầm màu bà hả chị? Màu bà là cổ vest luôn. Nâu tây nè, nâu tây cũng là cổ vest luôn. Rồi ok, đợi em xíu. Em sẽ mặc lần lượt từng mẫu cho mình xem, đợi em một chút xíu nha. Đầm em mặc trên người đây sẽ là 1510, duy nhất một màu đen thôi. Chị Nguyễn Lan 59 cân, 59 cân chị Nguyễn Lan mình đo eo cho em nha. Tại vì em phân vân giữa hai size cho chị là XL với 2X. Nếu như eo của chị dưới 78 là mặc size XL, còn nếu eo mình tầm 79 đến 84 thì mẫu này cho em là size 2X chị yêu nha. Đó, đo cho em phần eo đi. Cân nặng chiều cao số đo 3 vòng đi em tư vấn nè. Chị Ánh Hồng trời hên ghê luôn á. Chị mà không hỏi là em cứ nghĩ là cái đầm này nó còn 2 size. Tại tối
tối qua mới kiểm tra xong, ai về đâu giờ kiểm tra lại nó thêm được mấy cái. Cho nên là lâu lâu mấy chị cứ vô trang em đi, nhiều khi hôm qua mình hỏi nó không có hàng, hên hên sang ngày mai nó còn sót kho lại cho mình vài cái đó cả nhà. Rồi đây em lên cho các chị xem nha, vest màu xanh trước rồi tới vest màu nâu nha. Vest caro xanh, mã này em còn hai size cuối cho mình là size L và 2X. Đầm vest xanh em mang sẽ là 1429 ạ. 1429 nha, caro màu xanh cớm. Cái màu này em thấy rất là mát mắt, trẻ trung ha, không có tươi quá nha. Màu này kiểu như không phải xanh dạng xanh xanh tươi, xanh lè loẹt đâu các chị, dễ mang lắm. Hiện tại em đang còn size L và 2X nha. Hai đúng hai size luôn. Cho chị Kiều Mai ạ. 52 cân đây, size L cho em chốt liền. Đây size L có. Đầm em mặc còn hai size, L là khoảng 50 tới 55 cân nè. Đó, 2X là khoảng tầm là 60 tới 65, còn đúng hai size cuối cùng em xả hàng luôn. 199.000 cho mẫu vest này của em. 199.000 đồng cho mã vest màu xanh caro, màu xanh cớm nha, vải đẹp, đứng form nè. Thấy em mặc lên cái vải nó dày dặn, nó xòe phồng không? Rất là xinh luôn. Rồi có túi nha, có một bên túi ở phía trước ha. Vest caro xanh có một túi phía trước ạ. À, chị Nguyễn Lan mặc 2X rồi ok luôn, có hàng. Mấy cái à? Mấy cái thôi chứ không nhiều nha. Chị nào nhanh tay có đơn cho em ạ. À. Rồi đầm em mặc nè. Đầm em mặc đây với giá tiền bao nhiêu đây ta? Mẫu đang mang 1429 199.000 cho em. 1429 199.000 cho em mẫu váy này luôn. Đang có size cho mình từ 50 tới 55 cân nè, rồi 60 tới 65. Hai size cuối cùng thôi nha, em không về thêm nữa nha. 1429 hai size cuối cùng em không về thêm luôn, bỏ mẫu này luôn rồi nha. Đó, chị nào ưng thì chốt giúp em chưa kéo hết khóa nè, phía trên này còn kéo lên được nữa mà em chưa kéo hết đó. Rồi 1429 cho em ạ. À, L là 50-55 cân, eo 74 quay đầu, mã này mình cũng đặt size chuẩn. Đây chiếc eo mình thấy em mặc lên không, dưới nó xè phồng nè, lên phao nhìn người cân đối gọn gàng hơn đúng không, nhìn eo a liền. À, mẫu này mấy màu, đúng một màu. Vest em có rất là nhiều nhưng mà kiểu dáng khác nhau, không có giống nhau nha. Em sẽ có caro nè, chấm bi nè, đó, vest sọc nè, rồi vest trơn nữa nè, nhiều kiểu lắm. Em mặc đây sẽ là vest caro nha, chuẩn bị em lên cái vest trơn nha. Em có vest bi nữa nè, đó, chị nào thích bi có bi xanh nữa nha. Bi xanh thì là vest, còn bi đen là sơ mi. Em có mấy kiểu bi lận, mới về thêm mấy kiểu bi. Chị Lê Trang lấy một caro 1429, ok chị Lê Trang. Chị Hồng Nguyên đặt đầm em mặc size 2XL rồi cho em số điện thoại nha. 1429 cộng số điện thoại em qua mã nha. 1429 cộng số điện thoại là mã em mang nè. 199.000 nha cả nhà, còn hai size cuối là L và 2X. 2XL 80 hả chị Nguyễn Lan? Đúng rồi, 2X mẫu đe thường á, 2X nhà em size chuẩn á, là eo nó sẽ rơi vào tầm là eo 79 cho tới eo 84, là cái khoảng size đó là sẽ mặc 2X. Chứ nếu mà khoảng size đó mà mình xuống XL thì nó sẽ bị chật nha. Cho nên là eo khoảng 79 đến 84 á, là sẽ mặc size 2XL nha em á chị. Vừa đẹp luôn thì không nói, nhưng mà nếu hơi rộng mình có thể đeo kèm thắt lưng vào giúp em ha. Rồi, em lên cho mình xem màu nâu tây. Màu nâu tây em cũng lẻ size. Nâu tây hôm nay shop cũng lẻ size rồi, còn 3 size cuối cho mình thôi. Mã này chất khác nha. Em này là sẽ là chất cô tông lạnh. Mỗi một mã vest em may cho mình là cái kiểu có chị nhìn là nó khác liền nè. Đây, khác hoàn toàn với cái caro em mới mặc đúng không? Nó cũng là vest xòe, nhưng mà em này chỉ có hai cái cúc bọc ở phía trước thôi. Đó, rồi cái này là hai túi hai bên, nó khác với em kia. Em kia là sẽ có một túi và là hàng cúc ở đằng trước. Đó, nhìn này cái gì nó khác nhau liền, kiểu dáng chất liệu cũng khác nhau. Rồi màu nâu tây em mang sẽ là 1449 ạ. Nâu tây là 1449, chất này là vải cô tông lạnh cho em. 249.000 nha cả nhà, để em kiểm tra coi số lượng bao nhiêu em báo mình luôn ha. 1449 nè. 1449 em còn cho mình 3 size nha, L, XL, 2X. Rồi 3 size cuối. Chị nào khoảng tầm 50 nè tới 65 cân nè. Đó, 50 tới 65 cân nè, chốt cho em nha. 3 size cuối cùng thôi. 50 tới 65 cân, mã này có túi hai bên cho các chị mình. Dễ thương ha, màu này cũng đẹp. Màu em mặc là màu nâu tơi, không hề kém da luôn. Chị nào da trắng nè, da ngâm nè, đều mặc đẹp cho em mã này nha. Rất là sang luôn. Đó, trẻ mặc cũng được, trung niên cũng được. Nhất là chị nào có bụng,
chị nào tròn người có bụng chọn những cái mẫu xòe như vậy cho em, không lo lộ khuyết điểm luôn ha. Em mang là 1449 chị yêu nha, mẫu ngặt là 1449 nè. Form váy xòe cho mình, khóa kéo được may ẩn phía sau lưng, chất mềm chị, cái vải cô tông lạnh mình thấy em mặc nó phồng nhưng mà nó vẫn có cái độ mềm nhẹ chứ không phải là cái kiểu thô cứng khó chịu nha, là cái chị cứ thoải mái thôi, không bị thô cứng hay là khó chịu gì đâu, vải vẫn rất là mềm nhẹ cho mình luôn. Rồi em mang sẽ là 1449 ha, và L, XL với 2X nha chị Ngọc Vân ơi, 3 size cuối. Em còn 3 size cuối cùng, 50-65 cân, đầm này size chuẩn cho em đi, eo 84 quay đầu ha, màu em mặc eo 84 quay đầu mặc được nha, L, XL và 2X, 50-65 cân cho em, mã số là 1449, em có ghim ở bên dưới á, 249k nha. Rồi một cái size L cho chị Ngọc Loan nè, chị Kim Kim, chị nặng là 54 cân, mặc được không shop, 54 cân được chị, eo dưới 74 lấy size L, eo khoảng 75-78 là lấy XL, em sẽ tư vấn size sau nha, trước tiên cái chị đặt mã số vào cho em trước, còn mình mặc size gì sẽ có nhân viên bên em liên lạc và tư vấn cho mình sau ha. Mã sản phẩm cho em trước nha, chứ không thôi một hồi không nhớ là đầm nào mình nhiều mã quá, hơn 1500 mã váy lộn, không nhớ mã nào là không chốt đơn được đâu. Sơ mi bi mắc xích còn không em? 1495 còn chị, em còn nhưng mà ít nha. Bi mắc xích nè, đây bi mắc xích đây chị ơi, sơ mi bi mắc xích 1495, đây em kiểm tra coi, 1495 em còn 3 size cuối chị yêu ơi, còn 3 size cuối luôn, là L, XL, 2X cũng còn 3 size. Rồi em qua mẫu nha, vest mẫu mặc là 1449 nè, mẫu mặc là 1449 nha cả nhà ơi, màu này là màu nâu tây, tông này không kén da, màu này cái chị ở ngoài nó nâu nha, không có phải là màu cam đâu nha, vừa chị là nhìn qua điện thoại cái tưởng nó màu cam là không phải, ở ngoài cái tông màu nó vừa mặc lắm, không có sợ lòng bị nổi quá đâu các chị, mình da trắng da ngâm gì mang cũng được hết á. Caro hả chị, caro vest hay là sao ạ? Caro vest em mới mặc rồi, còn caro sơ mi ở sau thì em chưa lên, chị hỏi caro nào chị ơi, caro vest em mới mặc qua đây, caro vest em mới mặc qua sau 199.000 hay là caro này, sơ mi caro thì em chưa lên nha. Chị hỏi mã nào bình luận lại giúp em với, mã này sẽ là sơ mi họa tiết caro. Đó, đầm đó thì em chưa mặc nha. Bây giờ qua sơ mi của em nè, sơ mi maxit nha, sơ mi bi kết hợp với maxit, mã này em còn 3 size cho mình. Sơ mi em còn 3 size ạ, 1495 nè, 1495 cộng số điện thoại 3 size cuối. Rồi, 349.000 cho em ha, sơ mi von 2 lớp có kèm túi và khóa kéo nằm sau. Hiện tại chị nào thích những cái họa tiết maxit thì em sẽ có cho mình là maxit màu xanh em mang với lại là maxit màu đen. Đây, mắt xích đen thì cái họa tiết xích nó nhỏ hơn và nó không có kết hợp bi. Còn màu xanh em mặc là họa tiết xích to và có kèm chấm bi ở trên đầm, nó khác nhau một chút xíu ha. Đó cũng là mắt xích cho các chị nha. Caro vest em mới mặc rồi, 199.000 chị. Caro vest chỉ có màu xanh thôi ha, còn sọc thì có sọc nâu. Đây vest có vest sọc nâu nè, còn caro thì chỉ có màu xanh thôi chị, xanh hoặc là trơn hoặc là bi. Đó, nó sẽ khác nhau một chút xíu nha. Caro xanh này là 14, ủa quên em nhầm, đúng là 1429 nha. Caro xanh là 1429 chị, em mới mặc qua xong nó còn size L với lại 2X nha. Caro xanh còn 2 size là L và 2X, chị nào vừa thì cứ lên đơn, có 199 nè. Tại cửa hàng em bán 450, nhưng mà trên line thì lúc nào cũng rẻ hơn. Các chị mua trên line nhà em là khi nào nó cũng rẻ hơn tại cửa hàng, phải từ 50.000, 70.000 cho tới là bao nhiêu tiền, 100, 200, có khi là rẻ nửa giá tiền luôn. Sơ mi mẫu mặc 450 giảm còn 349.000, 450 giảm còn 349. Đây, maxit kết hợp với bi nha, khóa kéo may sau nè, form dài, các chị thấy độ dài ok không, qua gối nè. Đó, thước tha chưa, có kèm túi, màu rất là sang luôn. Mấy cái mã này các chị mặc đi làm, đi chơi, đi tiệc cũng được cho em. 349.000 cổ sơ mi nha. Mấy cái đầm mà sơ mi nè, đầm vest nè, là mình có thể tận dụng mặc được rất là nhiều dịp luôn á. Mặc đi đâu cũng được, đi làm, đi chơi, đi tiệc gì cũng sang cho em, hết đẹp mà sang nữa. Em này là cổ sơ mi ha, đầm von nha, tay em không có may lót, nhưng mà trong đầm là có lót nha. Phía trong thân á, trong thân đầm là có kèm lót phải tới gối, còn tay thì không cần lót nha cả nhà. Rồi bao nhiêu tiền ạ? 349.000 đồng, chia sẻ có 3 lần thôi. Điều kiện sang sale ngày hôm nay vô cùng đơn giản luôn, chỉ cần chia sẻ like cho em 3 lần
lần thôi là có đơn rồi nha. Rồi 1495 chị, em mặc là 1495. Mẫu đang mang mấy tiền? Dạ 349 nha, hàng đủ size. Hàng đủ size đặt em giao liền nha. Thành phố 1 ngày nhận đơn, ship tỉnh từ 2 đến 4 ngày. Váy em mặc đây sẽ là 1495, chốt đơn còn 349. Mặc chị coi màu cam sau em, màu cam sau em. Rồi đầm mà cam body đúng không? À, cam đuôi cá đúng không? Cam đuôi cá mới nha. Cam đuôi cá mới nhà em đúng không? Rồi đợi em một chút xíu. Ủa, em có cái cam đây, cam đuôi cá mới. Cam đuôi cá mới của nhà em, mã này em về tới 4 màu. Đuôi cá von này nè, em về tới 4 màu lận. Em có màu cam nè, màu xanh nè. Ồ thôi 3 màu trước đi. Với lại beo. Đây, beo đây. Màu cam, màu xanh với lại beo nha. Tổng cộng em có tới 3 mã beo. À mã 3 mã đuôi cá nè. Đó, 3 mã đuôi cá đang có sẵn nè. Rồi coi ưng màu nào nữa không. Em lên mình xem nha. Bây giờ em coi màu cam trước ạ. Sơ mi bi xích là 1495 nha cả nhà. Tại cửa hàng 450, trên live sale còn bao nhiêu? 349 ngàn thôi. Dạ, chăng sale ở trên live là rẻ hơn. Các chị cứ canh em live stream mình vô mình đặt hàng. Luôn luôn rẻ hơn ở ngoài, một đầm là phải từ 5-70 cho tới là cả 100-200 cũng có. Còn khi mà em kết thúc live rồi thì nó về giá cũ hết nha. Một khi mà em không có live stream là đầm là về giá bình thường, không có sale được ạ. Đây mã mới, 1498 mã mới của nhà em. 1498 nha cả nhà ơi, đuôi cá nè, màu cam nè. Màu cam em mặc mã số là 1498 mã mới về. Với chất liệu là vải von. Đây, đầm von đuôi cá hai lớp nè, dễ thương không? Màu này cũng đẹp. Màu này các chị mà không có bị tươi quá đâu, cái màu không có sáng quá mà cũng không có phải là tối quá, các chị nó vừa đẹp tới luôn á, ai mang cũng hợp cho em. Rồi không kén da nha. Da trắng, da ngâm gì mang cũng được cho em màu này. Đẹp lắm, vừa phải lắm, không có bị lố. Không có bị lố quá các chị. Chị Luna 57 kênh được, nhà em có size. Rồi đuôi cá em mang là có đủ size cho mình luôn, may kèm thêm túi nữa nè. Hai túi hai bên cho các chị mình nha. Đi chơi, đi tiệc, đi làm gì cũng được cho em. Rồi chất liệu là von. Von hai lớp khóa kéo may sau. Màu em mặc cũng trắng da, màu này lên là cũng không có kén đâu. 1498 ạ. Màu cam em mang là 1498 nha. May đuôi cá xòe nhẹ nè, 319 ngàn. 319 ngàn đồng cho em nha cả nhà ơi. Đây, farm đuôi cá bên dưới nè, màu xanh cũng đẹp. Màu xanh nó có kim tuyến ở trên nha, nó hơi khác hoa văn một chút xíu. Rồi da beo nữa nè. Đó, 3 mã đuôi cá luôn, thích màu nào, 3 cái đều là von hết. Em về 3 màu, có sẵn, đặt em giao liền luôn. À, thành phố Hồ Chí Minh dạ 1 ngày nhận đơn, em may sẵn rồi. Tất cả sản phẩm nãy giờ em mặc ở đây đều là hàng em may sẵn. Em chưa chưa sao nữa nè. Đầy đủ size hết rồi. Như cái mã này em về 4 size nè, 40-65 cân. Đó, mình bao nhiêu cân mình đặt hàng. Xong rồi bên em sẽ gọi tư vấn nha. Gọi tư vấn chọn size vừa đẹp xong em giao hàng ha. Hôm nay các chị đặt đúng không? Tầm mai là nhận. Thành phố là thường ngày mai các chị nhận rồi. Ship rất là nhanh. Ở dưới tỉnh thì cũng khoảng 2-4 ngày thôi là nhận hàng cho em. Rồi 319 chị ơi, 319 ạ. Tại shop là 450 nha. Chị nào mua tại cửa hàng váy đuôi cá mẫu mang là 450 ngàn. Ở trên line này em sale là 319 ngàn đồng thôi. Em ghim giá cho mình nha, 1498. 1498 cộng số điện thoại cho em nha. Mặc thử beo đuôi cá luôn hả chị? Rồi ok, đây beo đuôi cá nè. Cũng con đuôi cá xè giống em vậy đó, nhưng mà khác cái họa tiết một chút xíu nha. Em này là beo. Rồi đợi em một chút nha, em qua màu cam được chưa nè. Ai lấy màu cam lên đơn nha. Cam sẽ có hoa màu xanh nè, hoa cũng màu cam luôn nè. Đó, đầm von nha. Màu cam em mặc chất liệu là von, trong đầm có lót và có kèm túi ạ. Mã này mặc đi chơi nè, dạo phố nè, cà phê đều xinh, nhẹ nhàng thôi. Von xè nhẹ nhàng dài qua gối của em nha. Chốt đơn hôm nay sẽ là 319 ngàn. 1498 cộng số điện thoại. Màu cam 1498, em qua beo nha. Beo sẽ là 1325. Beo cũng phong đuôi cá xè nhẹ vậy luôn, cùng là chất liệu von luôn. Khác một chút xíu là cái họa tiết ha. Beo sẽ là 1325 nha cả nhà, cũng đang sale là 319 ngàn luôn. Đây, beo cũng cổ tròn đuôi cá, cũng có túi luôn. Nói chung cái phong nó giống như cái màu cam vậy đó. Nó khác xíu là cái hoa văn nha. Da beo đuôi cá là 1325 cho em ạ. Hàng về đủ size rồi nha. Chị yêu nào dưới 65 cân cho em thì cứ chốt nè. Đó, ở nhà coi like thôi. Đặt hàng em giao đến tận nơi. Dồn đơn 600 hôm nay em miễn phí vận chuyển ạ.
Dồn đơn 600.000 em receipt đến tận nhà cho các chị luôn ha. Mẫu mặt là 1325 nha cả nhà. Đây, đuôi cá beo. Ở phía dưới cũng có cái tần đuôi cá nè, xinh lắm. Họa tiết beo nhỏ nhỏ mặt nhìn gọn, đúng không? Nhìn gọn dáng cực kỳ luôn. Rồi chưa có màu nào mình bình luận giúp shop nha. 1325 là mẫu em mang nè, cũng 319 bằng với cái cam ba màu đồng giá luôn. Cái xanh nữa. Đây cái xanh này nữa nè, 319 ngàn thôi. Màu nào cũng đẹp. Ai lấy beo chốt giúp em 1325. Lấy beo chốt giúp em 1325 nha cả nhà, cũng là 319 ngàn nha. Rồi nhanh tay em tư vấn nè. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha. 319k cho em mẫu này luôn. Bình luận bên dưới để em chừa hàng chừa size giảm giá nha các chị yêu ơi. Đúng màu đúng mẫu mình nhận giúp em ha, nhận hàng được kiểm tra 100% đơn các chị yêu được xem hàng trước thanh toán đó. Dồn đơn 600 còn được receipt nữa ạ. Em mặc đây sẽ là 1325, da beo mẫu mang sẽ là 1325. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm nè, mã sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em là được nha. Từ 40 tới 65 cân, đầm này eo 85 86 cũng có thể vừa. Đang có túi von hai lớp may kèm hai túi cho em. Mẫu này mặc sang chị có mua rồi, em cảm ơn chị Ngọc Trang rất là nhiều luôn ạ. À, xinh đúng không chị? Cái nào cũng đẹp hết trơn á. Beo nè, cái xanh nè, cái xanh em chưa lên nè. Màu xanh mình coi nó sẽ có kim tuyến nha. Đó, màu xanh sẽ có kim tuyến lấp lánh ở trên đầm, các chị xem nè, đẹp chưa? Màu nào cũng đẹp hết. Lấy màu nào bình luận mã số tương ứng cho em nha. Em đọc mã luôn ha. Màu xanh cái form nó cũng giống em mặc vậy đó. Lên form giống vậy. Xanh là 1501. Nếu các chị thích đuôi cá luôn, thích màu xanh dễ thương, chốt luôn cho em 1501. Đồng cùng kiểu, cùng kiểu, cùng chất liệu là von, khác là em xanh nó có kim tuyến thôi. Màu xanh là 1501, lên form là giống em mang đó. Còn màu cam thì em mới mặc qua rồi. Màu cam là 1498, các chị nhớ mã chưa? Màu cam là 1498 ạ. Cam cũng xinh đúng không? Đó, hoa văn thì chọn cam hoặc là xanh. Còn thích đặc biệt hơn thì chọn beo của em nè. Mấy cái mã này không có bao giờ lỗi thời hết trơn á. Khi nào cái chị mặc cũng đẹp. Giá là bằng nhau 319 ngàn đồng thôi. Màu nào cũng đẹp hết, lót hết chị. Đầm vo là có lót ở trong. Tất cả váy vo nhà em đều có lót ở bên trong. Đây, đầm này cũng có lót nè. Em mặc cũng lót ở trong nha. Đầm em mang cũng có lót ở bên trong nha chị. Đây, lót nè. Đó, 65 cân quay đầu mặc vừa cho em nha. Hàng đẹp chuẩn mẫu. Nhận hàng em cho kiểm tra. Các chị mình yên tâm, trên like mặt sau là giao tới cho khách giống như vậy, được xem hàng trước thanh toán. Và hôm nay ngoài giảm giá trên từng đầm thì dồn đơn 600 ngàn các chị còn được miễn phí vận chuyển đến tận nhà luôn. Rất là nhiều ưu đãi nha. Dồn đơn 600 receipt đến tận nhà luôn ha. Em mặc trên người đây mã số là 1325 nha. Em mặc trên người đây là 1325 nha các chị. Màu em mang là 1325. Rồi bây giờ là hoa cam, em đọc lại mã, các chị mình thích màu nào đặt luôn nha. Da beo là 1325, màu cam em mới thay ra sẽ là 1498. Và cuối cùng cái màu xanh kim tuyến này sẽ là 1501 nha cả nhà. Đó, mình đặt cái mã tương ứng để được chốt đơn ha. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị luôn nè. Mã sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em là được nha. Ở trong sẽ có lót và có kèm hai túi giúp em. Đai đồng von nè, đuôi cá von nha, độ dài qua gối, mẫu cao 1m6 là von qua gối rồi. 319 chị Hiền Võ lấy beo 1325 ok. Size L eo 74-75 được nha, mẫu đang mặc nè. Size L mẫu này eo 74-75, các chị yêu mình chốt đơn cho em cũng được ạ. À, bình luận mã số giúp em nha. Một chút xíu rồi sẽ có chuyên viên bên em alo trực tiếp và tư vấn size cho các chị mình. Đặt thông tin bên dưới giúp em mã hàng và số điện thoại đó. Chưa có màu nào mẫu nào cứ lên đơn em tư vấn. Rồi bây giờ bài livestream em sẽ lưu lại nha cả nhà. Nếu như các chị vô trễ mình có thể là tham khảo lại từ đầu. Và nhớ bấm thích trang bên em để cập nhật những cái livestream tiếp theo. Chiều tối nay 6:30 tối nha, sẽ có một bài livestream trực tiếp nữa. Hẹn lại các chị vào livestream sau nha. Bây giờ thì chúc các chị có một buổi trưa thật là vui vẻ ạ.